Trong năm trồng từ 2 đến 3 vụ lúa, tùy vào vùng miền, tùy vào thời tiết. Còn ở chỗ mình, người ta trồng lúa 2 vụ trong năm, vụ đông xuân và vụ hè thu. Qua mùng 5 tháng 5 và 23 tháng 10 âm lịch đó các bạn. Do không đủ nước nên chỉ trồng 2 vụ lúa trong năm.